Đến với trang kênh Thành Vlog của mình nhé. Hôm nay là mình có cái sự kiện là đi rước dâu nên Long Khánh ha. Đây là toàn thể anh em, đây là toàn bộ dàn xe chuẩn bị rước dâu ha. Anh em mình đang trong quá trình trang trí xe ha. Đây là của Winner Long Khánh, đây là hot girl Winner Long Khánh ha. Đây, hai em dán thôi chắc không rớt đâu. Này là anh em đang chuẩn bị nè. Wow, má giờ này yếu tim ghê ta. Giờ anh em mình đang chuẩn bị rước dâu cho chú rể. Dây dây chị nè. Phương, đây bấm cục cái xe đi. Em làm gì em? Lộn, anh làm gì anh? Dắt xe lên. Rồi, dắt xe đi dọc đi, dắt làm gì? Đó, đây là hậu trường của anh em mình đang chuẩn bị đi nha. Nãy giờ anh em mình đã trang trí xong cho đoàn xe rồi nha. Thì mình cũng nói là đây là đoàn xe của club Winner Long Khánh nha. Anh em mình trang trí từ hoa bông bóng đã xong. Ôi, vậy nè. Đó hả? Đúng rồi. Đó. Đây là toàn thể anh em đang chuẩn bị đi. Anh này là cực khổ nhất, đổ hôi nhăn cái mặt luôn. Bữa đầu má bào với mình thử đi. Giờ là anh em mình chuẩn bị xuất phát đi nha. Chốt nha, vừa chốt vừa biên luôn anh em ơi, vừa bị căng rồi. Ê, anh sao chia chờ anh sao chia nha. Rồi giờ anh em chuẩn bị đi nha, để bạn đây. Giờ chúng tôi đã có mặt bên nhà cô dâu rồi nha. Xe nào qua đây cũng quay quạt gió hết. Má nhìn mặt như bạn như mặt gì á. Đây cái tập quá là mùa nước uống rồi, ăn nước. Trời ơi, đẹp trai á. Thôi nữa. Đó là giờ mình đã có mặt ở bên nhà của cô dâu. Đây là chiếc xe của mình gọi là boss á, này là dữ nhất.
đông nghẹt luôn đó, gần 30 chiếc xe nha. Đây là hậu trường ùn tắc giao thông cục bộ trên tuyến đường bắc qua xã Bồ Sen. Đoàn Quỳnh chức chơi người dê khi đi rồi dâu về lại đây là cảnh tượng ùn tắc giao thông. Đây là hậu trường sau khi rước dâu về, đón nhà gái vô xong. Về giờ đổi xe, đuổi xe cho bạn đi. Cái xe lên xong bỏ xe thêm xe lên. Đẩy xe lên xong đẩy hết nha, xe đi ngắn cái lên nè. Anh em phụng tay xếp cái xe hàng nó lại đi. Đâu rồi tới? Phụng tay nhấc cái xe này đi cho gọn đi.